Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh Bilibili Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh đang có xu hướng suy yếu, nhiệt độ giữa các khu vực sẽ đồng loạt tăng từ 1 đến 2 độ mỗi ngày. Tuy nhiên, đối với các khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, sẽ tiếp tục có mưa dông rải rác về trưa và chiều. Dự báo từ ngày thứ Bảy sắp tới, tức là ngày mùng 5 tháng 3, sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, làm ảnh hưởng ở nhiều khu vực bao gồm cả khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ sẽ giảm từ 2 đến 4 độ tùy từng khu vực. Bên cạnh đó, mưa vừa mưa to sẽ gia tăng hơn. Nhiều khu vực xảy ra mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, vùng ảnh hưởng trên diện rộng, trong đó bao gồm cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trong cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ, riêng khu Tây Bắc từ 24 đến 26 độ, có nơi trên 27 độ. Sang đến thời tiết, khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi trên 22 độ. Lưu xuống, thời tiết khu vực từ Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa vài nơi, riêng phía Nam, ngày có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét về đêm và sáng sớm, với nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Lưu xuống, thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, phía Nam có nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 19 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Và cứ bản tin hôm nay là chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.